Ôi trời. Ôi, chảy nước. Chảy nước ra chỗ khác. Ờ, chỗ... chỗ... chép được, chép được. Làm nữa. Mày em này mạnh quá, cục chân căng quá. Đấy đấy, ra nước rồi, ra nước rồi. Ra. Cho vào trong, cho vào trong. Phí, muốn ép phí. Ui dồi. Bật. Anh chỉnh sửa lại anh ơi. Chỉnh sửa lại, giữ cái này cho anh. Giữ cái này. Buộc cây nó không, dây nó không chắc. Nhắm nhẹm quá. Cứ từ bình tĩnh. Bắt đầu ra nước rồi nhá. Bắt đầu ra nước rồi. Ui dồi, bây giờ có mấy giọt anh nú bát. Ngọt. Từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ chứ thành công luôn thì nó lại thành nhà khoa học phát minh hiện đại. Cái gì nó cũng phải qua thử nghiệm nè. Cái mía. Đây. Rồi. Em thấy anh làm phí mía quá. Nào. Cho vào hẳn vào cái rãnh ấy. Cho hẳn vào cái rãnh. Cho cây mía vào cái rãnh ấy. Đấy không rãnh à? Thì mày toàn cho vào bên trên rãnh cái gì vậy? Đây. Bên trên. Nào. Hơi lỏng rồi. Cái này hơi lỏng. Từ từ nhá. Hơi lỏng. Nó chỉ làm dập thôi, nó không... Giữ cái này, đã đấy đâu, đã. Làm dập thôi, nó không ép được nước đâu. Hơi lỏng. Nào. Anh cứ làm chặt vào. Bước vào khó nhưng mà ép nó chặt. Ép nó chết tỏi luôn. Ok này. Rồi, anh giữ đi. Nào, đó vào đây. Đồ. Nào. Đấy, nào. Đấy. Đấy. Ôi, đây. Tui, em chỉnh. Chỉnh lại, cho vào trong. Quả này được hơn ấy. Rồi, ok. Quả này được hơn. Cái gì nó cũng phải có cái từ từ của nó. Tí nữa còn phải ép đi ép lại nữa. Mà nó chảy theo rãnh chuẩn nhé. Chảy đúng khe luôn. Đấy, cho vào khe, cho vào rãnh. Từ nó mắc đầu. Gập đôi ạ, rút ra. Gập đôi à. Đấy, gập đôi, đút cả vào. Đấy. Ui, từ, phí quá. Cho xuống dưới mà. Mày đặt ngang ra, Đấy, thế. Hơi tốn sức tí anh em ạ. Tiếp tục. Mình phải xay cái đầu. Lật, đấy, thế, đấy, đúng rồi. Rồi, nhiều nhanh rồi. Đấy. Rồi. Dập. À. Dập. Đấy. Đấy. Nào, dập. Đấy. Nào, lại từ đầu đi. Đấy.
sao nó cứ bị lệch? Nó lật lại, lật lại, lật lại. Tự quẹo rồi. Đấy, thế. Cái đầu không thành công lắm mọi người ạ. Cái này tí nữa không hết lắm. Tí nữa sẽ ép lại. Đây, bây giờ rồi sẽ chơi kiểu này. Chơi kiểu dọc này. Đấy, em ngồi đây em đút đút vào nhá. Thử, thử xem nào. Ép dọc, ép dọc. Dạ. Ừ, nè. Không cả thi đâu. À, cắt ngắn nữa. Cắt ngắn nữa một mẩu, nó một mẩu thôi, bằng một đốt thôi. Thử xem nào. Ghê đây. Vẫn dài, vẫn dài. Kê vào kia ấy. Đấy, thử thử miếng đấy xem nào. Đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Nó không cần nước. Cái, có cái miếng đây nó có nước đâu. Hai miếng kẹp vào nhau nha. Được đấy, được đấy, được đấy. Nào, giờ bỏ bỏ miếng đấy ra. Thế này nghe khoai hơn. Đúng rồi, phải ép. Ép, ép ngang đi đấy. Đút, đút ngang đi, đút ngang đi. Đấy, đút ngang từng chỗ một. Đấy, thế nhá. Đấy. Đấy, nó ngọt hơn. Đấy. Phải thế này chứ. Rồi, anh cứ đấy đi. Rồi, tiếp tục. Tiếp. Không được nghỉ. Để bã lại tí nữa ép lại cơ mà. Ok. À. Nào, đi. Đấy. Tiếp tục cây tiếp theo. Đấy. Này kìa. Đấy. Phải như thế. Phải như thế. Sắp có nước uống rồi. Thế. Nó bị bể rồi anh ạ. Đợi. Ui. Ui. Ui mỏi tay quá. Đưa, 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 đưa. Cái này nữa, cái này nữa. Ui mỏi tay nó, quá. Từ từ. Nốt cái này thôi, nốt cái này. Nghỉ tí. Ui. Mãi mà được có tí thôi mọi người ạ. Ngọt lắm. Ngọt nhỉ, miếng tím ngọt líp luôn mọi người. Nhưng mà sao nó đục thế nhỉ? Tại vì ép bằng cái này này. Không phải, căn bản là chắc là do mình ép bằng cả vỏ. Cái nước vỏ nó ra nó đỏ đỏ đây này. Mới cả chắc là do keo nữa. Thôi, cố gắng ép lấy khoảng tầm mà lưng âu này nhá mọi người nhá. À, chỉnh lại cái chỗ này đã. Nước nó chảy ra. Được. À. À. Hò dô ta nào. Mày mày à bưởi. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Ấy, ra ra ra. Đây, cầm đôi. Đôi cho bạn nhỉ. Đấy. Hiệu quả hơn tí rồi anh em ạ. Đấy anh phải ép, anh phải giữ lâu đấy. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Chào ba.
bỏ hai cái khô cái kia. Đấy. Phát này là combo ulti sần. Hết nước. Hết sạch rồi. Không hết sạch được. Cái máy ép này không ép hết sạch được mọi không người. Không lực này. Được nếu mà người ta mà ép bằng máy ấy, phải được gấp 3 lần như thế này. Gấp bây nhiều mình, lần ấy, mình còn rơi mình nhiều lại lấy số lượng bù chất lượng đem ra đây, ta đi chặt thêm 6 cây nữa. Ok. Thế là sẽ đủ. Ra đâu. Đây đấy. Sau gần hơn 1 tiếng gọi là tập thể hình bằng tay thì và 7 cây mía anh em mình mới ép được có chừng này nhá. Trông nó đục quá thế nên là anh em mình không uống nữa mà sẽ dùng để chế biến thức ăn anh em ạ. Đấy, thử xem. Nó ngọt lắm. Hay là mía đỏ nó ngọt gắt thế nhỉ? Ngọt lắm. Ngọt gắt mà nó trông nó đục. Thứ nhất là không cạo vỏ, thứ hai nữa là hay là do mía đỏ nhỉ? Mà người ta hay ép bằng mía trắng mà. Anh nhờ. Cho vào. Chế biến thức ăn. Ui. Được khoảng tầm lắm, nửa lít to đấy. Đấy. Tôm càng xanh à? Tôm càng đỏ. Tôm hùm xanh. Tôm hùm. Sẽ làm cái món tôm hấp nhá. Tôm hấp nước mía xem là nó có bị ngọt không. Nếu mà ok ổn thì chắc là không bị ngọt đâu. Ngọt đấy. Ngọt mới ngon. Món tôm mà đã ngọt ngọt rồi. Cho thêm tí ngọt nữa thì úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Mới đi. Chết mẹ. Thành tôm luộc ấy. Dính ngọt rồi đấy. Hey, kê. Hình que. Úi dồi ôi. Cho hòn đá không đây. Úi. Nhúng hết vào nước mía rồi. Đá nhé. Ừ, khúc gỗ cũng được. Thân mía này. Ờ, đấy. Đúng rồi, cho cây vào đấy. Anh bể đi. Đấy. Em bể sẽ đứt tay á. Cho cả mía vào luôn. Để làm kê mía nó, làm thân mọi người ạ. Nó đỡ bị rơi cái kia xuống. Ồ, cái này là vừa rồi. Rồi, đấy. Nó đỡ bị cái này nó rơi xuống nó đỡ bị ngập xuống dưới kia là được. Lấy vung đây. Đây, ok. Nhìn cái tôm nó thấy cảm giác thèm thèm. Tôm mặc dù là tôm đông lạnh nhưng mà nhìn thấy tôm là mình cứ thấy nó cảm giác nó hơi bị ngon. Tuyệt vời mọi người. Này thêm tí chanh nữa thì đẹp. Vùng đây. Đấy, ăn rửa. Đi kiếm quả chanh. Ok nha mọi người nha. Tôm của anh em mình đã chín bây giờ. Tôm vào đế rồi ạ. Tôm vội nhá, kiểm tra cái nước mía của anh em mình xem thế nào. Trời ơi, nâu. Ui, nâu anh ơi. Nó cô lại này. Nâu. Xem nào. Kéo gì nó thành cái đường ấy nhé. Nấu thành đường mía luôn. Nó thành mật mía ấy. Ôi, nó đặc đặc rồi á. Xệt lại này. Ngọt lắm. Ngọt không? Làm bát uống này. Mày uống không? Thôi để tí nó nguội. Tí nó nguội đã uống. Ngọt lắm. Nhanh không, cái này nó lại chuyển sang màu kia tiếp. Màu kia là màu gì? Nó đang đỏ đấy, chuyển thành màu trắng. Đấy. Ui, cha cha. Bây giờ sẽ thưởng thức cái món tôm hấp nước mía xem là nó sẽ ngon không nhá mọi người nhá. Đây. Đây. Ra một suối. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ thưởng thức cái món tôm mía. Xem thế nào nhá. Chín thì chắc chắn là chín rồi. Không phải bàn cãi về cái độ chín nữa. Con này đỏ này. Nấu khoảng tầm 5 phút là chín mất hết rồi. Nó cạn mất gạch rồi. Thế là con này không có gạch nhỉ. Vừa sôi cái là chín rồi. Như tôm thường. Thì con này con tôm thường mà. Không, tức là nó không bị ngọt nước mía, không bị kia ấy. Giống hệt tôm thường nhá mọi người nhá. Đây thì mình chỉ hấp lại mà mình có mời luộc đâu. Mời tất cả mọi người nhá. Ừ, biết thế cho vào luộc nhỉ. Ừ.
Lụt ngọt lắm ấy. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Ngu đấy nhỉ. Chứ mày không bảo anh luộc. Bây giờ ơi, bây anh tưởng anh sẽ lâu quá. Đi nào. Đúng, quên mất. Kể cả hấp nhá. Nước gì thì nước, nó bốc hơi lên nó là hơi nước. Thế làm gì có cái này. Còn cái vị gì nữa. Có bia là nó mới mùi thôi. Bia thì nó vẫn chỉ thơm hơn một tí thôi. Ngu thế. Phải luộc. Ngon. Mày lại thích ăn cái đầu tôm mà ngạ. Ăn cái đầu tôm nó ngọt. Mày luộc. Tao nghĩ em một cái là luộc. Luộc nước chanh. Hoặc là mua lấy cam về. Mua cam về vắt nước. Lấy nước cam để luộc anh em ạ. Đấy, nước cam thì nước chanh này chứ. Không, nước cam thì nó ngọt. Nước chanh thì nó chua rồi. Nước cam thì nó ngọt thì nó sẽ khác hơn. Tại vì luộc nước chanh anh em mình đã từng luộc khá là nhiều rồi. Cho nó nướng nhiều vitamin để chống lại Covid. À, không biết Covid ở chỗ mọi người nào, chỗ mình càng lắm. Càng biết cho mọi người. Nhưng mà bây giờ cũng đấy rồi. Nó sợ rồi nhỉ. Tại vì nhiều người khỏi nhé. Nhưng mọi người ơi,